Thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn gần xa nha. Hôm nay quay trở lại với kênh YouTube Bonsai Lệ Nguyên. Anh Lợi xin giới thiệu một số món hàng vừa mới về với bà con của mình nha. Xin chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên của em ngày hôm nay nha. Hôm nay thì em làm clip này giao lưu với bà con một số đồ đồng xưa và đồ gốm xưa cũ. Để giao lưu qua số điện thoại em 0772877278 nha bà con. Thì đầu tiên vô em xin giới thiệu nha. Đây là mã số 1E. Đây là bát mã nha bà con. 8 con ngựa nha, mã đó thành công. Rất là đẹp luôn nha. Đây bằng đồng hết luôn nha bà con. Chiều cao này em đo là 17 nha. Còn chiều dài này là, đây chiều dài này là 32. Đây bát mã dáng bay rất là đẹp nha bà con. Đây mã đó thành công. Bộ này thì cân nặng là khoảng là 2kg nha, gần 2kg đi. Quay mặt sao nhẹ nhàng thôi. Đây. Rất là đẹp nha bà con. Hàng này thì cũng gần đây thôi nha, chứ không phải hàng xưa hàng cổ nha bà con. Hàng đây thôi, này đế người ta làm dán cho nó giữ cái bộ đế nha nha. Rồi giá giao lưu bà con nha, 2.500.000 đồng thôi nha. Đây cân nặng là gần 2kg. Đây giá 2.500.000. Rồi đổi luôn. Mã tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một cặp đồ giả thuốc nha bà con. Đây đồ giả thuốc xưa bằng đồng luôn nha. Rất là đẹp nha bà con. Đây. Chiều cao này em đo là 24 bao gồm cán luôn nha. Còn cái bình này không là khoảng 12. Đây bà con xem giùm em. Đường kính miệng này là 8 phân nha bà con. Bình bụng này của nó là 27. Đây rất là đẹp luôn, bằng đồng nguyên chất nha. Đây, cái này màu màu đỏ. Cái này thì màu vàng nha. Đây, mua người ta khắc chữ đi nha. Thầy thuốc rất là đẹp nha bà con. Một cái như vậy thì em giao lưu bà con có giá là 1.500.000 nha. Một cái 1.500.000 nha bà con. Đây, cặp này thì cân nặng khoảng là hơn 2kg. Đây, một cái là trên 1kg nha bà con. Cái nặng trên 1kg. Rất là đẹp nha. Đây một cái luôn nha. Đây rất là nặng và dày dặn nha bà con. Mã số 3E. Đây là một cái bình rất là đẹp luôn nha bà con. Đây. Bình bằng đồng luôn nha, này liền lạc hết luôn. Đỉnh là kỳ lân. Chiều cao em đo là 17 nha. Chiều ngang này là 19. Còn tổng như thế này em đo hạo là 33 nha bà con. Bình rất là đẹp nha. Bình này cân nặng cũng khoảng 1.2 kg. Đây bà con mình xem giùm em. Rất là đẹp nha bà con. Đây. Rồi cái bình này giao lưu bà con giá 1.200.000 thôi nha. Đây 1.200.000. Rồi đến với mã 4E. Một cái bình trà con cá nha. Cá ba đuôi rất là đẹp luôn. Đây. Chiều cao này em đo tổng thể này là 14 nha bà con. Còn chiều cao này đơn giản thấy thôi khoảng là 10-11. Bình tổng này em đo là khoảng 33. Đây rất là đẹp nha. Làm cũng lên tích là những con cá nha. Cái bình này thì giao lưu giá hữu nghị bà con hơi 800.000 thôi nha. Đây 800.000 đồng bao ship bà con mình luôn. Trên đỉnh là con cá rất đẹp nha. Rồi đây là mẫu bình thứ hai. Bình này là những cậu bé nha. Giống mẫu bí nha. Đây những cậu bé nhỏ đây. Đang chơi vui vừa giãn vào bằng đồng nha bà con. Chiều cao này em đo là 14 nha. Quần này là khoảng 30. Cái bình này thì em đã vệ sinh rồi nha bà con. Em đã chà rửa rồi này, bóng sơ rồi nha. Chà rửa đến bóng sơ nữa rồi. Rồi bà con mình dẫn bóng thêm nó sáng thêm nữa nha. Chiều cao khoảng 10 phân thôi. Đây, đấy đây nha. Rất là đẹp. Rồi giá giao lưu bà con 750.000 nha. Đây 750.000, đây cái bình này nó hơi nhỏ hơn bình kia tí xíu nha bà con. Mã 6E. Đây em có về một cái đỉnh xưa. Đỉnh này tuổi đời khoảng 20 mấy 30 năm nha bà con. Rất là đẹp nha. Đây. Bà con mình xem mình mang áo lóc đồng đen bên ngoài nha. Bình này, đỉnh này đỉnh kỳ lân. Cân nặng là khoảng 3.2 kg nha, tầm 3 kg tới 3 kg mấy nha bà con. Chiều cao này là 31. Đây cái chiều ngang này khoảng là 22 nha. Hoành tổng năm đo là 49 nha bà con. Đây, nhiều con mình để xong chầm và mình đốt nha. Đường kính miệng ngang 12, đường dài là 13 nha. Đây mặt đế đây, nó mọc dòm rất là đẹp nha bà con. Đây làm rất là tinh xảo nha. Đây đồng đen xưa. Hàng này tuổi đời từ 20 mấy năm nha bà con. Bao cho bà con mình luôn nha. Rồi giá giao lưu bà con là 3.600.000 nha. Đây cân nặng cũng gần 3kg trên 3 tiếng nha bà con. Đây 3.600.000 đồng thôi. Rồi mã số 7E. Đây một cái đồ gạt tàn thuốc nha. 4 chân bằng đồng luôn nha bà con. Rồi chiều cao này em đo là khoảng 12.
chiều ngang là 17 nha. Đây, đồng nguyên chất hết, rất là đẹp nha bà con. Đây, cái này hôm nay em để giá thu hồi vốn luôn nha, 1.300.000 thôi. Đây, rất là đẹp nha, hôm trước em bán chùi bưởi, hôm nay em thu hồi vốn nha bà con, 1.300.000 thôi nha. Thì dịch này bán cũng rất là chậm nha bà con. Rồi mã số là tiếp theo là mã số 8 nha. Mã số 8 này là một cái tủ bỏ bồn. Đây, 4 con thìm thừ giữ tiền nha. Chiều cao 12, quanh bụng này là 38 nha bà con. Đường kính miệng là 7 phân. Đây, 4 thìm thừ nó tha tiền vô, để vào hũ nha, giữ tiền cho bà con mình luôn nha. Cái này thì cân nặng khoảng 1kg thôi. Đây, rất là đẹp nha bà con. Rồi cái này em giao lưu bà con nha, có giá là 800.000 thôi nha. Cái bình này nó cái đáy nó hơi nghiêng, giảm giá cho bà con. Hơi nghiêng tí xíu nha bà con. Đây nó hơi nghiêng hả? Hơi nghiêng. Hơi nghiêng tí xíu thôi nha, nó bị lỗi lò thôi nha bà con. Lỗi lò nó. Để giá cho bà con là 700.000 thôi nha. Đây nó bị lỗi thôi, 700.000 thôi. Mã số 9 nè. Đây là một cái dĩa nha. Hũ lông. Đây, đường kính ngang này là 24 nha bà con. Cái dĩa này em cũng cân nặng rồi là 1,5 kg, rất là dày. Đây chín gồng nha, dĩa chín gồng. Rất là đẹp nha bà con. Đây gặp phía sau đây, con xem giùm em, rất là dày dặn nha. Đây, đây thăm rất là gian nha bà con. Đây, thăm rất là lớn. Cái dĩa này em giao lưu bà con giá 1.800.000 thôi nha. Đây, giá này là cũng giá thu hồi vốn rồi nha bà con, 1.800.000 đồng. Rất là đẹp nha bà con. Rồi mã số 10 là một cái bình sớm xưa Biên Hòa. Đây, bình này cũng già tuổi lắm nha bà con, tầm 40 năm nha. Nó lên dao quy hết trơn rồi. Đây, nó tóc gió luôn rồi nha. Có một đường tóc gió trên miệng thôi chút xíu thôi nha. Chiều cao là 38, đường kính miệng là 14 nha. Gần 15. Quanh bụng là 356 nha bà con. Có hai bọm hai bên đây. Lên dao quy hết trơn rồi nha. Rất là đẹp. Đây đường kính miệng đây nha. Đây tóc gió thôi chỗ này chút xíu thôi. Và giá em thể cũng nghỉ luôn, thu hồi vốn luôn 900.000 thôi. Đây cái bình em cho luôn bà con 900.000 thôi nha. Bao xưa bao già cho bà con mình luôn nha. Rồi đến với mã số 11. Mã 11 là một cặp đèn dầu. Đây bằng gốm nha bà con. Tức phát hiện nha. Bình này là bình của Nhật nha bà con. Hàng này hàng Nhật nha. Đây hàng này Nhật, Nhật nhưng mà hàng bây giờ chứ không phải là hàng xưa nha. Chiều cao em đo là 35. Đường kính bầu ngang khoảng 10 phân nha. Này là gốm gốm nha bà con. Đây dẻ tay. Đây phát hiện rất đẹp, những cái này bằng đồng hết luôn nha. Rất là đẹp, bà con mình trưng trong nhà là mình chăm dầu với mình xài luôn nha. Đây bảo đảm cho bà con mình luôn, liền lạc làm tích hết nha bà con. Rồi cái này giao lưu bà con một cặp như thế này 1.400.000 thôi. Đây 1.400.000 đồng thôi nha. Rồi đến với mã tiếp theo, mã số 12. Đây là một cái điếu bát nha. Điếu bát của người ta là hút thuốc Lào ngày xưa đó nha bà con. Nhưng mà hàng này cũng tầm gần đây thôi, hàng này người ta là mã lớp đồng nano rất là đẹp nha bà con. Hàng này tầm 20 năm đổ về thôi nha. Đây, bà con. Chiều cao này em đo là 14 nha. Đường kính miệng này 22. Đây. Rất là đẹp luôn nha bà con. Cái này thì người ta cũng về bà con mình để cho mình xài phòng trưng bày. Chiều cao này 15 nha. Quanh bụng này 33. Đây, cái này khi bà con mình gỡ cái gì đây nha. Nhà đúc thu lại đây. Có cái cây để mình lấy luôn nha bà con. Đây rất là đẹp. Đây. Rồi cái bình này thì em giao lưu bà con giá 1.500.000 thôi. Bình này thì em bao cho bà con mình làm tết hết nha. Viền này kia người ta đã áo lúc đồng bên ngoài. Bộ điếu bát rất là đẹp nha bà con. Đây điếu bát nha, gần có cống điếu luôn nha. Nguyên bộ thế này 1.500.000. Mã số 13. Đây là một cái gậy đầu rồng nha. Đây rất đẹp. Chiều dài này em đo là khoảng là 90. Vành là 6 phân thôi nha. Cái này mình thấy gửi rồi ra được vệ sinh được nha. Này về mình tặng cho những người lớn tuổi nha bà con. Làm quà này kia, cáp này kia rất là ý nghĩa nha. Rồi giá giao lưu bà con là 1.200.000 nha. Trọng lượng khoảng nhiêu anh? Cái này khoảng 810g thôi, 1.200.000 đồng. Đây hôm nay em đảm giá bà con đi, 1.100.000 thôi. Đây 1.100.000 thôi nha. Vì vấn đề mùa dịch này bán cũng hơi chậm nha bà con, nên để giá hữu nghị rồi thu hồi vốn luôn nha. Mã số 14 là một cặp bình bông. Đây cặp bình bông nè, một cặp chim công rất là đẹp nha bà con. Chiều cao này là 22, đường kính miệng là 10 phân nha. Quanh bụng này là 43. Cặp này thì em để giá là thu hồi vốn rồi luôn, 800.000 một cặp thôi. Một cái chỉ có 400.000 thôi nha bà con. Hàng đều lành tích liền lạc hết, bà con mình yên tâm. Đây, về cắm bông cắm hoa trưng thì rất là sang luôn. Đây bà con mình xem nha. Cặp chim công rất là đẹp nha bà con.
Rồi mã tiếp theo mã số 15. Mã số 15 này bộ tách trà nha. Đây cũng bằng rớm sứ luôn, dòng rất là đẹp luôn nha bà con. Tích là Khương Tử Nha ngồi câu cá nha. Đây em đo hào 6 cái ly. Cái ly đường kính miệng ly là 5 phân, còn cái dĩa dưới là 9 phân nha. 6 cái ly và 6 cái dĩa này luôn nha bà con. Mà miệng thì viền đồng nano hết rồi nha. Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn. Đây, tích là Khương Tử Nha. Đây còn bình đây nha bà con. Rất đẹp nha. Đây đồng nano, dòng rất là sang trọng nha bà con. Một bộ gì hiện giao lưu bà con giá 1,5 triệu thôi nha. À, mình để cho bàn mà khách mình tiếp khách này ghê đồ rất là sang, rất là lịch sự luôn nha bà con. Hàng này cũng gần đây thôi nha. Cái nào mới thì em nói mới, còn nào xưa thì em sẽ báo xưa. Không dừa đâu để là làm gì. Chúng cái gì để ra được không? Đây là một bộ bức tranh nha bà con, rất là đẹp luôn. Đây, bao dòng đế và mâm luôn nha, rồi đứng cái dịnh đi. Đây, cái mâm này em đo không là khoảng 52 đường kính nha bà con. Còn chiều dài cái đế này là 53. Này là bằng đồng nha, này là cặp ngựa nha bà con. Xong mã nha bà con. Đây, mã đó thành công. Còn ở dưới này thì mặt viền này là bằng đồng luôn, song long trân châu. Dòm rất là sang và đẹp nha. Bộ này là nhiêu rồi? Bộ này thì em giao lưu bà con giá là 2,8 triệu thôi nha. Đây, giá để thu hồi vốn luôn nha bà con. Em còn có ngoài bộ nữa thôi nha. Này thì kính dày này khoảng 6 phân nha, bằng gỗ. Cái trước này là nó ốp lớp đồng. Phía sau bằng gỗ nha. Đây, rất là đẹp nha bà con. 2,8 triệu bao phí ship tặng nhà nha bà con. Đây, hàng bên em thì về bà con mình kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha. Rồi đây cũng là tác phẩm cuối clip ngày hôm nay nha. Cây Kiển Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con, rất cảm ơn bà con đã xem kênh, ủng hộ kênh. Đây, mùa dịch này em cũng chúc bà con nhiều dồi dào sức khỏe nha. Rồi nhớ sức khỏe trong mùa dịch này, em xin kính chào và hẹn gặp lại. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con nha. Hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.